6 đếm đâu, đếm đi, đếm không nổi. Cái này là rồi cứ để à, cầm như này thôi, cứ để thôi, còn mình mày lấy ra mày lấy cầm mình à. Cầm đó mình như mình nhớ là thôi. Đây các bạn thấy chưa, lấy tao cả đống mười mấy cái đấy. Sổ đỏ mà ra cân ký. Tiền cân là chuyện bình thường thôi. Sổ mà ra cân ký là phải sợ. Đấy. Để cho nó thấy cái cạnh nhiều. Đó, đấy. Có chừng nó lộn qua cái khu vực. À. Lộn qua khu vực tìm sổ cực. Đấy, các bạn nhìn thấy thế nào? Mình chuyên bán đất tại khu vực vành đai cảng hàng không quốc tế Long Thành các bạn nhá. Nếu mà các bạn nào mà quan tâm thì cứ cho mình một cái comment một cái Zalo. Zalo của mình là 0982 687668. Rồi anh đầu chọc này nữa lấn chiếm lĩnh thị trường rồi. Nó sáng đi.